Alo, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Em là Lệ, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay em sẽ cập nhật chương trình ưu đãi về giá bán cũng như là những cái trang thiết bị option trên chiếc xe Mazda C8 này nha quý anh chị. Đối với dòng xe Mazda C8 thì hiện tại bên em đang có hai phiên bản chủ đạo, trong đó là phiên bản Luxury và phiên bản Premium. Riêng phiên bản Premium thì bên em thì chia ra làm 3 phiên bản nữa, đó là phiên bản Premium 1 cầu, phiên bản Premium 2 cầu. Phiên bản Premium 2 cầu bên em thì chia nó ra làm 2 nữa, đó là phiên bản Premium 2 cầu 7 ghế và phiên bản Premium 2 cầu 6 ghế. Thì trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị phiên bản Premium 1 cầu. Hiện tại giá xe niêm yết trên thị trường của con này sau khi trừ ưu đãi nó chỉ còn lại là 1.024.000.000 thôi. Nếu mà quý anh chị lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ rơi vào khoảng là 1.146.000.000. Khi mà quý anh chị liên hệ trực tiếp với em và mua xe trong tháng 2 này, bên em sẽ hỗ trợ thêm cho quý anh chị về tiền mặt cũng như là quà tặng. Nên quý anh chị cứ chủ động liên hệ kết bạn Zalo hay gọi điện trực tiếp cho em để em báo giá chính xác cho quý anh chị nhé. Rồi. Về thủ tục trả góp đối với chiếc xe này, bên em sẽ bao đầu hồ sơ vay nên quý chị cứ yên tâm, chỉ cần cung cấp cho em là căn cứ công dân này, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng hoặc giấy xác nhận độc thân. Còn về hồ sơ tài chính thì nếu mà quý chị làm công ty thì chuẩn bị cho em hợp đồng lao động và bản sao kê lương 6 tháng gần nhất. Còn kinh doanh tự do bên em vẫn hỗ trợ làm được nên quý chị cứ yên tâm nhé. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của chiếc xe, xem chiếc xe này nó trang bị những gì và nó có xứng đáng số tiền quý chị bỏ ra hay không. Đối với chiếc xe này so với các đối thủ cùng phân khúc thì về trang thiết bị option trên xe nó rất là hiện đại nha quý anh chị. Về phần đầu xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là đèn pha của nó là full led nha. Nó sẽ có một cái đèn led chạy ban ngày này cho chiếc xe mình ấn tượng hơn. Rồi liên về cái logo xe của Mazda thì nó được thiết kế nhìn khá là ấn tượng và nó có tích hợp thêm radar ở bên trong này. Khi mà có vật thể vật cản di chuyển cắt ngang, xe sẽ chủ động phát ra âm thanh cảnh báo, còn nếu mà mình không chủ động là phanh nữa, xe sẽ chủ động phanh cho mình. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến ở phía trước, có camera 360 độ giúp cho người lái di chuyển một cách an toàn. Rồi, về bên hông của chiếc xe này như quý anh chị thấy nó có những cái đường gân dập nổi được thiết kế lấy tưởng từ một con báo nên cái vẻ ngoài nó toát lên cái sự mạnh mẽ của chiếc xe. Xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là bộ mâm la răng là 19 inch, vỏ đang sử dụng là vỏ Toyo, cả 4 phanh đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa. Và nó sẽ có hệ thống chống mất cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lục phanh điện tử VD để tăng thêm cái hiệu quả phanh. Em sẽ cho quý anh chị xem về cái trái tim của chiếc xe này, đó là phần động cơ. Đối với chiếc xe Mazda CX-8 này thì phần động cơ của nó rất là mạnh mẽ nha quý anh chị. Nó đang sở hữu cho mình là một khối động cơ là 2.5 lít và công suất phát ra của nó là 188 mã lực và đi đôi với hộp số tự động là 6 cấp, nên khả năng sản số vận hành nó cực kỳ mạnh mẽ nha quý anh chị. Đối với chiếc xe này ấy, thì chế độ bảo hành của nó lên đến 5 năm hoặc là 150.000 km, là thời gian bảo hành này nó được nâng lên so với năm trước, nên là rất là tiện lợi. Nên khi mà quý anh chị sở hữu chiếc xe này thì quý anh chị không sợ phải là hơi xe hư hỏng vặt này nọ gì đâu, vì bên em đang có chế độ bảo hành cực kỳ tốt. Nhưng hai xe khác nó chỉ bảo hành cho quý anh chị là 3 năm hoặc 100.000 cây thôi đấy. Rồi, chiếc xe này đặc biệt với cái động cơ Skytech này thì so với các đối thủ cùng phân khúc bao giờ nó cũng tiết kiệm hơn khoảng 25% với các cái đối thủ cùng chung xe lăn nha quý anh chị. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt và điểm rất là đáng ăn tiền đối với chiếc xe Mazda C8 này. Em xin mời quý anh chị xem về phần đuôi của chiếc xe này, xem nó trang bị những gì nha quý anh chị. Đối với chiếc xe Mazda C8 thì ở phía sau nó sẽ được trang bị cho quý anh chị là cụm điện hậu là led luôn, rồi nó có một cái thanh mạc rồi mới nối dài cái cụm điện hậu với nhau cho chiếc xe mình ấn tượng hơn. Ngoài ra xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là ốp bô đôi thể thao này, có 4 cái cảm biến, tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi và đổ xe quá là an toàn. Riêng đối với chiếc xe Mazda C8 này nó sẽ có tính năng là đá cốp rảnh tay. Khi mà mình tắt máy cầm chìa khóa lại gần đá cốp vô thì cốp sẽ tự động mở nha quý anh chị, phải cầm chìa khóa lại nó nhận diện nên nó mới mở cốp được. Ở phía trên trang bị cho quý anh chị là 30 vây cá mập để tăng thêm cái sự thể thao cho chiếc xe này đấy. Rồi đây cho quý anh chị xem về cái khoảng không gian ở hàng ghế thứ ba cũng như là cái khoảng không gian mình để đồ. Đối với chiếc xe Mazda C8 này, khoảng không gian để đồ hiện tại của nó đang là lớn nhất phân khúc nhé, và đặc biệt là hàng ghế thứ ba cũng là cái chiếc xe cho mình có khoảng không gian ngồi thoải mái nhất và êm ái nhất.
Với cái nội thất là Yanap 3 thì người ngồi trên xe có cảm giác rất là thoải mái, rất là êm ái và rất là mềm mại nha. Đấy, có chỗ để ly tách rồi đầy đủ hết. Rất ok. Rồi, em sẽ mời quý anh chị xem về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Mazda CX-8 này. Ở hàng ghế thứ hai của Mazda CX-8 thì mình có thể dịch chuyển lên xuống được và nó sẽ có rèm che nắng để hạn chế được ánh sáng vô, là mình cái mắt và đi theo xe. Bên em sẽ tặng cho quý anh chị là phim cánh dựng Luma của Mỹ bảo hành định 5 năm nha. Đây, cái độ ngã của nó gần như là 120 độ, quý anh chị có thể ngã tới rất là thoải mái nha quý anh chị. Đấy, em trai trên một cái bẫy ngồi duỗi chân duỗi cẳng rất là thoải mái luôn nha. Ở phía sau như quý anh chị thấy này, ở phía sau này nó sẽ có cho mình là cửa gió điều hòa ở phía sau luôn. Đấy, hơi cửa gió điều hòa có sưởi luôn nha, có sưởi. Con này là điều hòa nó tới 3 vùng độc lập lận. Có đèn nội thất. Con này trang bị cho quý anh chị đến 6 túi khí nha, 6 túi khí. Và nó có phần ốp giả gỗ này, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng. Và xe sẽ được trang bị cho quý anh chị là 10 loa. Loa này là Bose, âm thanh nghe rất là chắc. Nếu có điều kiện thì quý chị cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Bên em thì cho quý chị trải nghiệm thực tế chiếc xe này, mình trải nghiệm âm thanh cũng như là những cái tính năng khi mà mình chạy trên đường luôn. Bên em có xe lấy thử cho quý chị nha. Rồi, em sẽ mời quý chị lên ở hàng ghế đầu tiên của chiếc xe này. Đối với chiếc xe này thì bên em sẽ trang bị cho quý chị là 4 kính cửa đều lên kính xuống kính bằng một lần chạm. Xe chạy trên 20 km giờ thì chủ động sẽ lóc cửa. Ghế tài ghế phụ của xe đều chỉnh điện, riêng cái nút chỉnh không mà nó cũng được mạc rôm rất là sang trọng như này, có nhớ ghế hai vị trí luôn. Trên xe có những lỗ lót khí, ngồi nó không bị ẩm mốc đâu ạ. Và xe sẽ được trang bị cho quý vị là đèn pha, là tự động bật tắt theo ánh sáng, tự động cân bằng góc chiếu, mở rộng góc chiếu luôn. Đấy, nó sẽ vô lăng sẽ được bọc da này, kết hợp những nút điều khiển âm thanh này, chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Nó sẽ có tính năng là Smart Cruise Control này, điều khiển hành trình thông minh. Rồi, nó sẽ có thêm một số cái tính năng chẳng hạn như là cảnh báo lệch làn, giữ khoảng cách với xe phía trước. Gạt mưa tự động này, đèn pha tự động bật tắt theo ánh sáng luôn. Cái gì nó cũng có hết, cái gì cũng có hết luôn nha quý anh chị. Khởi động start bằng một lần nhấn. Đây, bố trí khu vực cần số này nhìn rất là xịn sò. Đấy, nó sẽ có trên độ sport cho quý anh chị luôn này, màn hình hiển thị thông tin nhìn rất là thể thao luôn nha quý anh chị. Đây, rồi đây như quý anh chị thấy thì cái đó là màn hình connect cửa xe, thì nó là cảm ứng nha, cảm ứng luôn. Đấy, và hoặc là mình sẽ sử dụng cái cụm công tắc điều khiển cái màn hình connect này. Phanh tay điện tử auto hold có đầy đủ cho quý anh chị hết đó. Phần dàn thờ này, đây là gọi là đây, bố trí khu vực tắp lô có phần giả gỗ nhìn rất là sang trọng. Đặc biệt là xe nó sẽ có thêm một cái tính năng nữa, đó là cái màn hình HUD. Màn hình HUD này mình có thể bật tắt của nó luôn nha quý anh chị. Đây, người chỉ có người ngồi bên ghế lái thì mình mới nhìn thấy được thôi. Đấy, gương chiếu hậu chống chói này, rồi cửa sổ trời này, đó, tăng thêm cái sự thông thoáng cho chiếc xe của mình, rất là ok luôn. Đây, hệ thống điều hòa của xe, đồ xe nhá. Đấy, bố trí khu vực cần số, chỗ để ly tách, thanh tay điện tử auto hold, cổng sạc trong này đều có hết nha quý anh chị. USB. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hè, like, subscribe kênh giúp em nhé.